Ok. Lâu lâu rồi không trở về thăm trường cũ, trở về với những cái hoài niệm tuổi thơ của chúng ta. Ngày hôm nay thì sau một cái thời gian nặn rất là sâu, nặn sâu hơn cả Aquaman trong phim siêu anh hùng, thì ngày hôm nay mình lại nổi lên và xuất hiện để gửi tới anh em, đặc biệt anh em đam mê kênh YouTube Mùa Hà Nội Xưa Và Nay, cũng như là tất cả các anh em đã có tình yêu đam mê về game MMO huyền thoại của chúng ta, một vài những cập nhật cũng như những sự kiện và tính năng mới trong cái thời gian tới ở trên server Hà Nội. Ok, lâu vào game một chút để hoài niệm một chút về những cái khung cảnh in game một chút này. Lâu lắm thì mình cũng không có động tay động chân vào trong game. Nhân vật đồng hành của chúng ta trong cái khung hình video của chúng ta đây là Chúa Tể Rớt. Anh em có thể nhìn thấy là vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào. Tuy nhiên sẽ có một vài cập nhật mới ở trong cái clip này sẽ khác hơn so với cái thời điểm trước. Khác ở đây không phải là khác về những cái giá trị đồ đạc và item, khác về cái những cái người ra đi và người ở lại còn trong cái còn chơi trong cái hệ thống game anh em ạ. Khác người ra đi người ở lại. Ok, đây chúng ta có thêm một chiếc cánh chinh phục. Ngày hết hạn là ngày mùng 10 tháng 5 mà nay là 24 tháng 4, còn rất là lâu. Đó, cánh chinh phục này là cánh thắng cái hội nguyên Âu thì phải anh em này. Tuy nhiên thì nãy mình nhìn cái nhân vật phụ của account này cũng đang có đeo một chiếc cánh này, rất nhiều cánh này. Rồi, quay trở lại ngày hôm nay của chúng ta, cái nội dung mà mình sẽ không chia sẻ về item hay là sức mạnh hay là phân tích về những cái chỉ số, những giá trị đồ trong game, mà mình sẽ đi vào chia sẻ với mọi người một cái những cái sự thay đổi ở trong in game cũng như những cái sự kiện mới. Và một trong những cái sự kiện siêu hoành tráng mới đó là Admin bất ngờ gọi là tung ra một cái server hoàn toàn mới dành cho những game thủ có cái niềm đam mê và muốn quay trở lại game. Thì cũng chia sẻ với anh em đó là cái thông tin mà ra server này thì là một trong những cái thông tin mà admin một ngày mát trời anh có đưa ra cái thông tin này. Còn trước đây thì anh cũng có nói chia sẻ với mình đó là anh sẽ không ra server mới và sẽ giữ cũng như duy trì cái server này để hoạt động làm sao cho tốt nhất, tránh anti-hack cũng như là để cho cái cán cân giá trị game, những cái giá trị đồ đạc nó công bằng nhất. Nhưng một ngày đập trời thì anh có đổi ý, có một cái kèo setup mới và anh có đổi ý và tung ra server mới. Thì cái thông tin server mới thì mình sẽ để dành cho cuối video này, mình sẽ phân tích. Đầu tiên thì mình sẽ phân tích về cái cộng đồng ở trong game, những cái liên minh đối địch nhau, cái độ sôi nổi nó còn hay đã hết. Đó, thì trong thời gian vừa rồi thì anh em cũng có thể thấy đó là mình không có lên những clip nhiều về cái những cái PK đánh, những cái video về PK đánh nhau anh em ạ. Mình không ra những clip về những video đánh nhau tại vì là những cái liên minh như là trước đây, liên minh này là liên minh League MU này, đối địch với League MU thì chúng ta sẽ có, các bạn có thể thấy đó là New Star với Madara. Tuy nhiên thì cái hệ thống liên minh của New Star hình như đã ấy đấy anh em ạ, đã tan rã rồi. Ở trên cái bảng bang hội này chúng ta sẽ còn nhìn thấy những nhân vật là chính như là League MU này, Lào Cai này, Cannabis, Thần Long, Vingroup thì mới này. Chúng ta sẽ không nhìn thấy New Star đâu và cũng không thấy một cái gui nữa đó là gui Thái Bình anh em ạ. Đã mất đi rồi. Không biết anh em các anh em đã bỏ game hay là đã chuyển đổi sang những cái cộng đồng khác và đổi tên. Và trong cái thời gian vừa rồi thì mình cũng có quan sát ở trên cái Facebook, anh em đưa cũng như lên sóng rất là nhiều những nhân vật tốt lên thị trường chuyển nhượng, và không biết là những cái nhân vật đó đã đi vào những game thủ mới nào rồi. Và cái game của chúng ta thì người đi người ở lại, người đến người ở lại thì luôn luôn là như thế, người ra đi người ở lại. Sẽ có những anh em sẽ phải quay về với công việc, không còn cái nhiệt huyết cũng như cái thời gian để có thể cùng bạn bè chiến hữu tham gia được nữa. Thì anh em có thể thanh lý cũng như là chuyển nhượng cho những nhân vật khác. Đó là cái thông tin đầu tiên. Vì thế nên là hiện trạng cái game của chúng ta ở trên Arena buổi tối thì rất là yên bình anh em nhé. Và có khả năng tối nay hoặc tối mai mình sẽ làm một cái video về cái Arena ở cái giờ Happy Time này để xem là cái độ khắc nghiệt nó có hay không. Nhưng mình đoán là nó đã yên bình trở lại rồi. Và đây là một trong những cái yếu tố mà tất cả những anh em đam mê game cũng như là hóng về game thì không thích yếu tố này. Tại vì một con game nó thực sự hay thì nó phải có sự cạnh tranh, nó phải chịu cạnh tranh.
một vị vua thống trị một đế quốc, nó đưa lại một cái gì đó hòa bình cho nhân dân thì nó lại không hay ho cho lắm trong cái game của chúng ta, nó không như ngoài đời, nó phải có những liên minh đối địch thì game nó mới hay hơn. Đó, đó là cái thông tin đầu tiên về cái những cái bang hội đối địch nhau cũng như những nhân vật đẳng cấp thì họ cũng đã lên sàn rất tương đối là nhiều rồi, sang tên đổi chủ rất nhiều. Và cái thông tin thứ hai mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người, đặc biệt là những em còn on game, đó là cái sự kiện 30 tháng 4 và 1 tháng 5 mà admin có gửi đến chúng ta. Đối với những em mà game thủ gọi là cầy chay ấy, chúng ta sẽ gọi là chia ra hai cái môn phái chính, đó là game thủ nạp tiền và game thủ không nạp tiền, game thủ top và game thủ không top. Đối với game thủ không top ấy, thì không nạp tiền ấy, thì chúng ta sẽ quan tâm tới những cái dòng về tăng X3 Aster Master này, tăng X2 tỷ lệ thành công khi tạo thần này, nó phần thưởng trao này, tất cả những cái này từ 1 đến 3 anh em nên quan tâm. Còn đối với những game thủ nạp tiền ấy, thì anh em nên quan tâm đến mục thứ tư, đó là tặng 20% giá trị thẻ reset đó, và cũng sẽ có những khuyến mại như là tổng số bội nạp của 40.000 sẽ được tặng 500 bạc và 1.000 cát cộng một điểm quả đấy, anh em có thể thấy, và cộng cả rút nữa này, anh em thích thì có cả rút nữa đó. Rồi, và cái thứ mục thứ năm mà trong cái sự kiện 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, đó là admin sẽ mở cái chương trình đấu giá của thương thủ, chỉ duy nhất có thương thủ thôi anh em nhé. Anh em biết vì sao mà thương thủ, chỉ duy nhất thương thủ mà cũng không phải là quyền binh, cũng không phải là sum hoặc ép, vì thương thủ là một trong những cái hệ nhân vật hiện tại trên server tồn tại rất là ít và ít người chơi, tại vì thứ nhất là cái lối PK khó đánh, nó tương đối là đơn điệu, vì thế nên là anh em không chơi cái hệ phái này nhiều, vì thế nên admin sẽ tăng cái lượng người chơi bằng cách kích cầu, đó là đưa ra những cái combo đấu giá mới để cho các game thủ có thể chuyển qua phái này. Và như anh em cũng đã biết, nếu anh em sinh hoạt trong game ấy, anh em đang đổi từ tộc này sang tộc, tất cả các tộc mà đổi sang thương thủ thì sẽ được ưu đãi rất là nhiều. Anh em cứ PM có thể hỏi admin về những cái ưu đãi mà anh em muốn cần thì anh có thể admin sẽ hỗ trợ anh em. Còn từ thương thủ mà sang hệ khác thì anh em không 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 có chuyện ở đâu nhá. Đó, ngày 30 tháng 4 thì đấu giá áo choàng khải hoàn full cộng 10 năm kèm một bộ thánh thần full cộng 10 năm, quần áo, mũ, găng tay, vũ khí, bắc khiên. Anh em có thể thấy nguyên một combo set này. Đó, hàng full anh em nhá. Đó, có nghĩa là anh em thắng lô đấu này thì gọi là nguyên set up từ A đến Z, thiếu mỗi ring pen thôi. Ngày mùng 1 tháng 5 thì sẽ đấu giá áo choàng khải hoàn full kèm một bộ thánh thần socket khảm chuẩn cộng 10 năm. Khảm chuẩn khảm K5 đấy anh em ạ. Quần áo, mũ, giày, găng tay, vũ khí cũng đầy đủ này. Ngọc socket sẽ khảm sẵn theo yêu cầu, chuẩn web gen. Đồ đấu giá là đồ cấm giao dịch và sử dụng vĩnh viễn, anh em hiểu không? Có nghĩa là khi mà anh em xác định đấu nô đồ này, có nghĩa là anh em xác định chơi thương thủ cả đời cho cái nhân vật đó. Và anh em có muốn đổi sang nhân vật khác thì vẫn đổi được. Tuy nhiên, cái bộ đồ của thương thủ nó sẽ vẫn mãi nằm trong hòm đồ của anh em. Có nghĩa là không thể chuyển sang hệ phái khác được. Vì thế là thường thì anh em mà đấu nô này thì chắc chắn là chơi thương thủ cả đời, cũng không tốn kém tiền mua đồ, tại vì nó dính theo account rồi. Đợi một vài năm nữa có sự kiện nào thì họ sẽ có thể mở ra cái đồ này cho anh em. Rồi, cụm Hà Nội này. Từ mục thứ 6 mà tất cả các game thủ top bây giờ đang bàn tán nhau gọi là xôn xao này. Một ngày mình có vài cuộc điện thoại của anh em top, một điện thoại đến để tham khảo có nên hay không đây này. Cụm Hà Nội là ba món ring pen siêu socket K5 này, siêu socket này, siêu socket này. Đổi một ring pen thủ level cộng 15 có 5 dòng socket K5. Đất, nước, 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 gió. Đó, và dòng phụ trội là 29. Và ring pen đổi là đồ không giao dịch, có nghĩa là chúng ta sẽ không giao dịch được cho bất kỳ nhân vật nào, có nghĩa là đồ này đồ theo account không bán được. Và cái thông tin nữa đó là đối với tộc thương thủ, DK, sâu, quyền binh và chúa tể không được phép đeo 3 món thủ. Nếu cố tình đeo sẽ bị khóa ác 30 ngày, kể cả mang trên người nhưng không đeo. Anh em có thể thấy cái hình phạt này nó khủng khiếp không? Thực sự để mà nói là sẽ bị khóa ác 30 ngày, kể cả mang trên người nhưng không đeo, thì thực ra là cũng để mà nói là làm gì có mà mang trên người để mà khóa, làm gì có mà mang trên người, tại vì cái giá đổi của admin như này nó thực sự là nó quá chát chứ không phải là chát đối với mình. Ba món ring pen siêu socket anh em phải hiểu là ring pen siêu socket mà anh em cày theo account ấy, cày theo account thì nó sẽ là 2.000 skin dư cộng với 10k bạc một chiếc, 10-20k nhỉ, đấy thôi một chiếc đi, mà ba món thì nó là 6.000 skin dư cộng với 30k bạc đổi được một cái pen thủ này, ring hoặc pen thủ nhá. Anh em có pen rồi thì đổi ring, có ring thì đổi pen. Đó, kèo này là một trong những kèo mà anh em đang phân vân này. Và cái hạn đổi thì sẽ đến
Mùng 30 tháng 4 hiện tại đang cho đổi rồi và đến 30 tháng 4, còn mùng 1 tháng 5 thì sẽ tăng giá. Nhưng hiện tại thì đang cho đổi hai món chứ. Đúng rồi, hiện tại thì đang cho đổi hai món. Trước mùng 1 tháng 5 thì là hai món, còn nếu sau mùng 1 tháng 5 thì sẽ là ba món. Nhưng mà đối với hai món thì chúng ta lại phải mất thêm skin nữa anh em. Nói chung là đây là một trong những cái event không thơm, không không hút được thính này, không thơm anh em ạ, không hút được hầu bao của các game thủ đại gia. Đối với mình cảm thấy cái kèo này không thơm. Đây anh em nào có comment luôn này, mục 6 này, ba siêu socket đổi pen thì mặn quá, em nghĩ hai siêu socket còn được anh ạ. Đó. Rồi đấy là cái thông tin về cái server, đấy là cái thông tin về cái thông tin về cái event anh em ạ, thông tin về event. Đó là cái thông tin về cái event. Còn cái thông tin cuối cùng mà mình muốn chia sẻ tới anh em rất là quan tâm tới cái thông tin này, đó là server mới. Server mới anh em nhé. Để phân tích, trước khi đi phân tích vào cái server mới của cái cụm máy chủ Hà Nội do admin đứng đầu và tạo ra ấy, thì mình xin nói qua với anh em một chút về cái server mới của những cái game mú khác. Hiện tại là anh em vận hành rất là nhiều server. Đối với cảm quan cá nhân của mình nói riêng ấy, thì mình khi mình quay lại chơi cái server Hà Nội, đó là một cái gì đó mình tin tưởng ở trên cái server này, tin tưởng cả về cái giá trị tinh thần cũng như là vật chất, đặc biệt là giá trị vật chất. Tại vì khi anh em đầu tư vào một con game mà cái giá trị đầu tư vào cao thì anh em phải chọn một cái nơi để anh em có thể đầu tư để sinh lời. Ví dụ trong game của chúng ta thì cũng có rất nhiều game thủ đã đầu tư tiền và đã sinh lời do cái giá trị đồ đạc nó tăng lên. Đó, vì thế mình nên là anh em sẽ chọn những cái server gọi là nó uy tín, nó trường tồn, nó có cái giá trị cán cân về đồ đạc. Đó. Còn nếu mà chơi một cái server mới, ví dụ như các bạn làm những cái server SS6 custom thì mình cũng khiếp lắm. Đầu tư vào nạp khoảng 1 2 triệu vào nhưng mà mai bán chả ai mua, tại vì cũng chả ai chơi nữa mà người ta mua. Rồi. Và quay trở lại với chủ đề season mới của chúng ta thì đây là cái season 15.2, cái season mà thử nghiệm cách đây khoảng 5 6 tháng để lên chính thức cho cái phiên bản ở phiên bản cụm máy chủ Hà Nội với cái thông tin là mùa hè năm nay đây này, hoặc cuối năm nay đây. Đó. Vậy thì admin đã chuẩn bị những cái gì cho cái server Hà Nội thì chúng ta cũng chưa rõ, là anh đã code xong toàn bộ cái thông tin giá trị chưa? Tại vì có một lần mình có trao đổi thì anh báo là cái server Hà Nội của chúng ta cái dữ liệu database từ năm 2003, vì thế nên là bây giờ code lại để chuyển sang cái season mới phải rất là cẩn thận và lâu, không thì sẽ bị lỗi gây nhầm lẫn. Vì thế nên anh làm cho coder làm rất là chậm và chắc, nên là sẽ hứa với anh em đến khoảng cuối năm sau hoặc hè, đầu sớm nhất là hè. Vậy thì cái season mới Vương Mệnh này cũng sẽ được chạy vận hành cái server mới Vương Mệnh cũng được chạy vận hành với cái season 15.2 với những tính năng hoàn toàn mới. Và cái điểm mà mình thấy hơi kỳ lạ một chút ở trên cái suy nghĩ của admin, đó là mình thấy gọi là hệ thống ban quản trị của game không có quảng cáo rầm rộ về cái server này. Đây không biết là một cái chiêu thức gọi là hút khách hay là một cái bí kíp kinh doanh như thế nào, nhưng mà theo mình thấy cảm thấy nó không ổn. Tại vì là anh em xem kênh của mình đi, anh em xem kênh của mình, có thể mình public video này thì anh em mới biết đến là sắp mở server mới, còn chưa chắc anh em đã biết đến đúng không? Nên mình public anh em biết, còn chưa chắc anh em đã biết đến. Vì thế vì admin quảng cáo, nói nôm na là không quảng cáo, chỉ đăng trên diễn đàn cũng như là fanpage thôi. Vì thế nên là đa số là có những anh em ở server Hà Nội hoặc là Vương Quyền hoặc là Bá Vương chuyển sang chơi. Chứ còn hút lại những anh em ngày xưa thì đang chưa thực sự hiệu quả với cái chương trình PR này. Rồi, vào nhân vật chính của chúng ta thôi. Đây, máy chủ mới của chúng ta là máy chủ với tên nghĩa định danh là Vương Mệnh anh em nhé. Và ngay bây giờ thì anh em đã có thể tải game này, đăng ký tài khoản và tải game. Và cái thời gian mở server là đúng 9 giờ ngày mùng 1 tháng 5, cũng thời gian của anh em đang đưa các chị em đi chơi, đang đưa gấu đi chơi. Đúng 9 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 5 là khai mở server. Vì thế anh em muốn đua top thì nên là giãn lịch với các chị em nhé, hoặc là gia đình đi, anh em nên cho đi chơi 30 tháng 4. Đó. 6 ngày 18 giờ còn lại, đang đếm lại 20 phút, 20 phút còn lại này, 18 giờ 20 phút còn lại sẽ khai mở máy chủ này. Rồi, phía dưới của chúng ta thì sẽ có cái thông tin máy chủ mới của game thủ VN Vương Mệnh. Đó, 9 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 5 sẽ khai mở.
Đại game thủ VN tiền thân ở Mô Hà Nội được phát triển vào năm 2003. Vương Mệnh sẽ là máy chủ mới nhất sau 5 năm kể từ máy chủ đầy thành công Vương Quyền. Máy chủ Vương Quyền thì mình cũng không thấy cái sự thành công như nào anh em ạ. Mình thì chỉ thấy cái server Hà Nội là thành công thôi. Còn ngày trước người admin tạo ra nhiều lắm, nó phục hưng thì tất cả cũng sau cũng phải gộp server lại. Rồi, thông tin máy chủ này, máy chủ reset giới hạn một lần một ngày, ngày open giới hạn 5 lần. Phiên bản 15.2, kinh nghiệm 100x, drop 10%, anti hack bản 5.0, anti clone 1.0 và anti auto là bản 1.0. Website thì đơn giản, nhiều tính năng hấp dẫn, đội ngũ admin thì nhiệt tình, thân thiện, công bằng, cộng hút máu anh em nhé. Ở đây phía này này, cái này là đang viết thiếu dòng chữ đấy, mình trêu mọi người tí cho vui thôi. Nhiệt tình, thân thiện, công bằng, cộng hút máu nhé. Rồi kéo xuống tiếp này, hỗ trợ tân thủ này, chúng ta sẽ có hai bốn con cốt để hỗ trợ anh em bắt đầu chơi. Đó là con cốt là Vương Mệnh 10105 này, ngày hết hạn này, anh em nhìn chưa, là 16 này. Phần thưởng là cánh nhỏ theo tộc 7 ngày, bùa XP này, đại quỷ này. Đó anh em này, có thể anh em khi mà anh em chơi ấy, thì anh em nên nhập 4 con cốt này vào nhá. Nhập 4 con cốt này vào để ăn đồ chơi cho hỗ trợ cho nó phê. Tiếp tới đi. Tính năng này. Tính năng season 15.2 thì chắc chắn rồi anh em. Chắc chắn là phải có hai cái hệ phái nhân vật mới, đó là Thích Khách và Huyền Sư, mà trước đây trên cái video nói về bản test 10 năm thì mình cũng đã có chia sẻ với anh em. Tuy nhiên, server của chúng ta đang đi chậm hơn thế giới rất là nhiều. Hiện tại thì bên nước ngoài người ta đã đến season 16 hay là 16, 17 rồi. Đã ra những nhân vật như là bắn súng rồi, nhân vật bắn súng rồi. Cái gì mà Gunigan cái gì gì đấy mình nhớ không nhầm. Thì chúng ta mới đang ì ạch làm ra tới season 15 với Thích Khách và Huyền Sư. Vì thế nên là theo anh em cộng đồng MU người ta đánh giá, không biết cái bản trong này như nào, nhưng mà bản chính thức của Webgen thì hai nhân vật này cũng là phế vật, có nghĩa là phế nhân anh em ạ. Huyền Sư là con gái của Dark White, là một trong những nhân vật nữ đánh phép nhưng mà rất yếu, theo cảm nhận của rất nhiều anh em chia sẻ cộng đồng YouTuber. Thích Khách thì là con gái của DK của Kundun à, ngủ với cái gì một loài rơi ngày trước mình có chia sẻ đấy. Thì cái nhân vật này nói chung là để hệ nhân vật mới để anh em đổi gió thôi. Còn những đứa con cưng vẫn là ba cái nhân cha chính ở cái phiên bản đầu tiên. Hai nhân vật này thì sẽ có skin hoàn toàn mới. Anh em có thể xem lại cái clip mình đã test. Rồi đây này, cái tính năng mới tương đối là hay này này. Nhân vật phụ nhá, nhân vật phụ này. Thì tất nhiên là mình cũng chưa được trải nghiệm cái tính năng này, nên là mình sẽ chỉ review cho anh em xem trên này thôi. Mỗi tài khoản có thể tạo tối đa 10 nhân vật. Khi bạn online, bạn có thể triệu hồi các nhân vật cùng tài khoản cùng tham gia chơi. Bạn có thể chuyển nhanh qua lại giữa các nhân vật đã triệu hồi. Khi tích lũy đủ thời gian online, bạn có thể thoát nhân vật chính trong khi các ác phụ vẫn chơi tự động. Đây là cái tính năng hoàn toàn mới về tính năng nhân vật phụ. Rồi một tính năng nữa, đó là tính năng quản lý từ xa. Quản lý từ xa thì đăng nhập nhân vật từ web này, quản lý mọi lúc mọi nơi này. Đó, anh em nhìn thấy cái gì đấy chưa? Có nghĩa là đăng nhập từ web để có thể reset hay là quản lý cái tài khoản của mình thì nó đã có rồi. Tuy nhiên thì nhìn cái map này, nhìn cái bản đồ với hai bên vạch máu này này, thì không biết rằng trên cái season mới này đây là cái tính năng gì đây, có phải là thực sự là chơi được trên mobile hay không, hay là cái tính năng gì đây. Rồi tiếp tới thứ hạng vật phẩm, các món đồ hạng thấp thay phải bỏ đi thì giờ đây bạn có thể thăng hạng lên món đồ cao hơn, không bị bỏ phí. Việc thăng hạng áp dụng với cả vũ khí, quần áo và cánh. Nói chung tính năng này thì cũng hay, cũng gọi là cho chúng ta thêm một cái tính năng mới để kiếm thêm tiền. Và đây là cái channel của cái con game này, anh em có thể xem qua một tí này. Rồi, 5 phút quảng cáo cho chương trình đã kết thúc. Chúng ta cùng trở lại với chúa tể rớt của chúng ta.
Ngày hôm nay thì nhân vật này của chúng ta đã reset đủ rồi, vì thế nên mình cũng không có cầm cày kéo cầm để reset lâu hơn một chút. Mình sẽ về map, Feria để xem là cái độ KS sôi nổi của cái bãi trứng có còn nhiệt huyết hay không, và hai cái liên minh nào đang đang là đang là cắm sổ hai cái bãi đất này. Cái nhân vật của chúng ta thì đang thiếu mất cái pen thủ ba nước phòng thủ khiên, hình như là bạn này có bỏ bỏ sang cái AK phụ thì phải. Yếu đi cái gì mà yếu như này nhá. Một bên đang là Legion MU, bên này cũng Legion MU. Em có thể team của Legion MU đang rất là mạnh, đang chiếm lĩnh cái bãi trứng của chúng ta. Và chắc là sang khoảng tối nay hoặc ngày mai thôi, mình sẽ trở lại với anh em một cái clip mới về cái sự kiện Arena cái giờ Happy Time, để xem là cái các game thủ chúng ta còn đang là KS cũng như cạnh cạnh tranh nhau đấu đá nhau nó khủng khiếp đến mức độ như nào. Và video này đến đây là kết thúc, và hy vọng vào với một cái video mà mình đã tổng kết với ba nội dung, đó là cái những cái liên minh đã biến mất khỏi bảng xếp hạng, cũng như là cái sự kiện 30 tháng 4 và cái thông tin hoàn toàn mới, đó là season mới ra, để mình có thể chuẩn bị cho mình tinh thần cũng như cái thời gian để có thể tham gia được với cộng đồng game thủ VN hay không. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video lần sau.